Ai từng vẽ cây như này đâu, giơ tay tôi coi. Thôi, đừng, đi ra đi, để tôi. Đầu tiên phải phát cái thân cây trước bằng đường cong như thế này, thêm các nhánh lớn ra hai bên, sau đó là các cành cây nhỏ hơn và nhỏ hơn. Tiếp tục vẽ các nhánh cây như thế, đến khi nào ngưng vẽ thì thôi, vẽ càng nhiều thì nó sẽ càng nhiều. Sau đó thì mình sẽ dùng bút chì để tô đen các phần của thân cây lớn là được, tô thêm ở các cành cây nhỏ một xíu nữa là xong. Đơn giản như đơn giản luôn á, nhìn cái cây này như trong mấy cái phim kinh dị á nhờ. Và boom, ta đã có cái cây.